em không y bài à. Đây chào khúc à. Đây. Đây. Đâu cũng được có cái lọc. Đó, lọc lọc mùng chín. Quá leo lên cái núi đã đâu thấy không. Ông bồng đây cái chết đây mà vô mập ông ô chẳng khề mà ô mồi mồi dưới mồi dưới mồi ở dưới cho nó khô tu mà anh em đấy quá đấy. Ủa con nhiều mặt nhiều quá con nhồng nhiều quá cái bì gầm bì. Cái thằng lấy thằng mai đu đỏ cu đầy hết đây. Ồ, rớt một mặt cổ lượm một mặt kia tao rồi cha nó bỏ đại vô ấy phủi vậy lượm một mặt kia tao rồi đấy đó đó. Ồ ôi dồ dân Việt Nam mà này anh em nước mặt đây cho tu má cái đây nó có một màu không. Quá trời. Cái sáp không? Quay à. Đây này anh em đây. Mặc quá trời mặc. Đây là mặc đấy. Ôi giời, nó cũng nhiều chứ. Nhiều nhiều. Cái nó tăng rồi. Rồi nó ngồi dưới nó rồng ra. Nó là cắn ra mặt như cái chỉnh như vợ nhận ra mà chứ. Để làm hai mẹ nó đi. Để làm hai ấy chứ đợi dính đất. Nó rỡ. Ok anh em. Mặt đây không thấy mà thấy xương cổ tay đây. Đi ra đông quá đông này. Không biết sao đây ông ơi. Quá là nó đúng sao yếu đỏ. Em sao em thấy cuối nghe đâu đây. Cắn hai con mỗi nữa chứ. Này mùng chín đây đã có bị nó cắn mà mặt cũng với tay rồi sưng hết á. Ừ, ẩm đây chán đã câu được một con thủ tiếng tàn nhẫn mà to như bồ câu đây chút nữa đã câu tặng đem về nuôi luôn. Đây. Nước non đầy đủ mà cái chân này thôi chứ không biết như chân gà vậy. Gà gì ba nghiệp không phải đồng tảo à, chân là to như chân gà đồng tảo rồi mình này to như bồ câu đây
Đây. Mày quay tao hai con tao cho đỡ làm bằng chứng cho đây. Anh Dũng có hai con làm bằng chứng đây. Không. Lọc ngày mùng 9. Đi bữa mùng 1 tới giờ mùng 9 mới bắt được. Đã câu đang nhóm lửa nhúng nhúng ịt. Nó lì quá đây, thằng tọc lai đây, nó không có sợ ông ơi. Sợ vô, cắn ra bụng chết đi mà sợ nè. Ôi, như trong con không ơi. Hả? Trong con hả? Coi thử nó hai khớp á, coi hai khớp không? Ở đâu? Rồi, cắn đã khu mặt như cái chỉnh rồi ông ơi. Rồi đi, ông đó ơi. Cho tao quay camera như chỗ nào cũng quên rồi. Mày quay tao một cái này đó. Ăn gì mà ăn quá thật, ăn mấy ông luôn. Quay quá, quay quá. Hả? Quay lại chứ. Dạ. Thấy chưa, thấy tao chưa? Thấy không, thấy không, thay đổi là như đây nha anh em. Em ngồi quét đâu luôn, coi nó đù nào cũng đi luôn ha. Rồi ngưng ấy, ông đù quá đù đây. Giờ đi về. Chỉ số không thay đổi. Đã cu 1. Mình 2. Chẳng đã cu. Tặng luôn em đây. Đã thâu cũng thành 3. Đây. Đã cu tặng con thổ tiếng thâu tàn nhẫn. Nói gì tiếng. Tặng nuôi sang năm làm chim mồi nè. Nó lại có nói không tàu à. Bao đẹp. Sao 1 giờ mấy rồi đi ra hết chim rồi. Nhiêu đây còn đủ sở hụi rồi.